Hello. Hello, chị Lê xin kính chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của chị Lê TV. Bữa nay mình đứng ngay chỗ chỗ bán hoa ở Sài Gòn. Thì bên đây là ngày lần đầu tiên mình trở lại Việt Nam ăn ăn Tết, và cũng là ngày lần đầu tiên mình xem chợ hoa sau 37 năm. Sẽ để mình dẫn các bạn đi xem chợ hoa nha. Ok, cái này gọi là công viên 23 tháng 9. Mình cũng không có rành không. Công viên 23 tháng 9. Đây là hoa lan này các bạn. Thì sắp sửa ngày Tết Nguyên Đán đó, cho nên công viên này trưng bày hoa rất là nhộn nhịp. Bây giờ để mình dẫn các bạn đi xem nha, đi xem một vòng. Ok, let's go. Đây là hoa lan này nha các bạn. Hoa lan nè. Đó. Rất đẹp, rất đẹp. Đẹp quá các bạn ơi. Chủ yếu là đây là hoa lan nha. Bán hoa lan rất là nhiều. Công viên 23 tháng 9. Rồi, để mình đi qua phía này. Ba kêu. Rồi đây cho chị hai chụp hình. Quá đẹp, quá đẹp. Chúng nữa mình đi ra phía kia. Phía ngoài đó. Hoa lan rất là đẹp nha. Thì sắp sửa ngày Tết đó, người ta nhộn nhịp trưng bày hoa ra bán. Đây là bông cúc nha các bạn, bông dạng thọ nè. Còn cái dải bên đây là không biết hoa gì đây. Wow, đẹp thiệt, rất là đẹp. Đây các bạn, để mình giới thiệu các bạn cây bông giấy nha. Cây bông giấy nhỏ xíu mà hoa ra nhiều. Trái đu đủ nè, trái đu đủ nè. Wow. Trái đu đủ này sao ra nhiều trái vậy anh? Dạ, cái giống á. Giống hả? Dạ. Có bỏ phân gì không? Không cơ. Ờ, à, bằng phân hữu cơ. Thì phân hóa học là nó chết. À. Khó chịu lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Wow, nó bự dễ sợ luôn á. Dạ. Mình lần đầu tiên mình thấy nó ra cây có chút xíu mà ra quá trời trái luôn. Dạ, độc quyền 4 năm anh. Dạ. Yeah. Wow. Cái này to nhất. Wow. Thôi mỗi chậu gì anh bán sao vậy? Cái chậu anh. Dạ. Giả sử cái chậu mà nói cái trái to đó. Chậu đó 2 triệu á. Trái nào hả? Yeah. Wow, 2 triệu. 2 triệu cũng rẻ luôn mắt không? Bình dân. Nhà nông một vụ cho. Đúng rồi. Miễn sao là cái trái ra nhiều cảnh đẹp. Dạ, chứ không không cần rẻ. Đầy đủ hết á. Dạ. Không, đẹp thiệt á. Oh man, trái tắc. Anh bán đây chừng nào dẹp? Thường bán tới tầm 29. 29 là dẹp hết à. Chúng nó kêu người nhà lên đây coi nhà mua chậu này. Còn cái chậu tắc bên đây là anh bán luôn hả? Dạ, của chị kia. Còn chị kia người khác. Cái này thấy có lý hơn hay chứ. Chân ví dụ là tết chín cái nào mình ginh cái đó vô lấy lọc luôn. Lấy lọc luôn vậy. Như đại khái như mấy trái này sắp chín rồi nè. À cái này hả? À, sắp chín nè. Loại này ngọt không? Dạ. Loại này ngọt không? Ngon chứ. Không tự ngọt. Nhiên mà. Có ngọt không? Có vị dừa đặc, không có đậm đà. À tức là dừa là dừa ngọt thôi. Ờ, lần đầu tiên mình thấy đu đủ trái ra quá trời luôn. Để mình quay đem về cho nhà coi. Dạ. Dạ. Đây nè bạn.
Thấy tắc nào. Biết rồi. Ở đây là thường thường là người ta mua tắc về ta trưng. Nhưng mà cái hàng hồi nãy mình nói đó là hàng đu đủ á, nó rất là đặc biệt. Thì canh nãy nói là nó mang tính cách là 4 năm rồi, 4 năm trong cách trồng á, giữ được cái chế độ của nó. Còn đây không biết cái gì đây. Cái bưởi. Thấy cái giả ở đây. Bưởi giả quá. Nó gắn lên thôi. À, tắt nữa các bạn. Tắt trái quá là quá lớn rồi. Quá đẹp luôn. Tức là ngày 29 á, 29 Tết là người ta dẹp hết. Tức là khoảng vài bữa nữa. Đây các bạn, cái này là loại này là thiệt nha, không có hay giả nha. Nãy mình tưởng giả hết. Có thiệt hết, nó ghép, tụi nó ghép trái vô. Vậy yeah, ok. Các bạn, để mình dẫn các bạn đi xem trái bưởi nha. Trái này trái thiệt nha, không có giả nha các bạn. Đó, một chậu này là khoảng 8 triệu. Chỗ này nè, 8 triệu nha. Hồi nãy giờ mình tưởng là bông giả, trái giả hết mà thật ra không phải. Trái thiệt hết đó. Cái đó là 8 triệu anh. Thì anh này nãy nói là cái này là 8 triệu nè các bạn. Đó, nếu mà chút nữa mình đi về mang người nhà lên xem coi mua được hay không. Đó. Còn cái này nhiêu vậy? Vậy đó. Cũng vậy à. Ờ, cái cành chậu nào cũng 8 triệu hết á. Chậu này nè cũng 8 triệu luôn. Ok. Ok. Chỉ có video thôi. Ok. Đây nè các bạn, cho bạn coi luôn nha. Cái thơm nè, cái khóm á. Đó. Mình đi trong cái công viên 3 tháng 2 này, mình hửi mùi hoa rất là thơm. Như là mùi hoa của hoa lan đó các bạn, rất là thơm. Có hoa đào nữa nè. Đó, hoa đào họ bọc lại hết. Nhiều khi người ta họ sợ nó rụng á. Nếu mình tháo ra hết đó, nó rụng lẹ lắm, cho nên người ta phải bọc lại. Anh cho hỏi cái chậu này nhiêu chậu vậy? Cái chậu nào cũng là... Chậu này nè. Chậu này. Cái này á? Dạ. Yeah. Chỗ nào cũng được, để hỏi cho biết giá. Cái này còn đang bán là 900 ngàn. 900 ngàn hả? Dạ. Tức là chạy ra là khoảng 20 mấy đô á. Dạ. Hơn chứ, 40 mấy. 40 mấy đô. Không. 900 ngàn mình chia 23. Tức là 40 mấy đô. Dạ. Over $40. For this. Dạ. Đây chỗ đào nha. Còn đây là cây cảnh nha, cây cảnh nè. Cái này không phải là cây hoa, chỉ là cây cảnh thôi. Cũng có hoa ở đây nè, mà lại nhỏ thôi. Để sao rồi. Ở đây mình trở lại hoa lan. Wow. Đẹp thiệt á. Biết bông đó là bông gì rồi. Bông hướng dương. Đây bông cúc nè, cúc Đà Lạt. Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp đó đấy. Lửa. Không, quay cho nhiều người nhà coi xong rồi cho họ coi, hoặc họ sau lên đây mua. Ở quận nhất á. Quay hết đi. Dạ. Để cho họ coi đi.
Cái này hoa gì vậy anh? Hoa đông đi. Hoa này, hoa này hoa gì vậy? Hoa hoa này cúc cúc gì vậy? Cúc Đà Lạt hả? Cúc cúc hoa tiền khác. Dạ. Này nhiêu chậu cái gì? Dạ 500 chậu. Chậu lớn này nè, là cái này là chậu lớn hả? Ờ 500 500 ngàn nha. Còn mấy chậu nhỏ? Con này cũng cũng vậy luôn hả? Là một lứa cho nó nhỏ nữa. À, cái chậu nữa. À, cũng cùng lứa hết đúng rồi. Dạ, cũng 500 ngàn nha. Chút nữa mình đem về cho các anh chị coi. Chị mà thích thì mua, ông lên đây mua. Ok. 23 tháng 9. Đường Phạm Ngũ Lão. Đường Phạm Ngũ Lão nha. Chút nữa anh chị nào mà lên đây coi là tới đường Phạm Ngũ Lão, công viên 23 tháng 9. Ok các bạn, bây giờ mình đang đứng ngay cái đám hoa. Hoa này gọi là hoa hoa cúc Đà Lạt hay sao á. Nhưng mà ủa, sorry. Nhưng mà cái này người ta lấy dưới quê lên nha. Rất là đẹp nha, để mình chụp hình cho mình một cái selfie. Thì chỗ này là rất là đặc biệt nha. Ok, let's go. Ok. Các bạn giờ mình đi vòng vòng phía ngoài. Bên này, wow. Bên này đó, bên đó. Rồi. Tôi đang đóng cái cà mối đi. Tao bốn bông gà nha. Bốn bông gà. Thích thì mua. When they get the customer. Oh, that's the one you get like hour in the back, yeah. Yeah, that's the same one. Wow, bông cúc nha. Wow, this one too big, very big. This flower. Quá đẹp, quá đẹp. Đây cũng là hoa cúc luôn nha, nhưng mà cái màu nó đậm hơn. Cái cánh hoa cũng bự lắm à. Bự hơn mình loại bình thường. Đây là loại hoa lan rồi, người ta uống theo cái kiểu á.